Và dường như không phải vừa gặp nhau nơi đây với ai đã rung động biết bao nhiêu bất ngờ. Một lần thay đổi rồi gần như đang tan biến, e ngại chỉ hai người như vừa mới bắt đầu. Giai, Nhân và Quái vợ. Dương quay trở lại từ phương đông xa xôi, như chuyện xưa kể rằng với bài ca hát về Giai, Nhân và Quái vợ. Như chuyện xưa kể rằng với bài ca hát về Giai, Nhân và Quái vợ. Ta không khiêu vũ nhiều năm rồi,